Hôm nay chúng ta sẽ đi bơi ở câu lạc bộ Lan Anh nha các bạn người cá. Để cho những phụ huynh ở xa không qua được quận 7 bơi thì đến đây bơi. Bơi cùng Tiun. Chúng ta chuẩn bị sắp được đi Nha Trang. Đúng rồi, nha mẹ anh Tiun. Cái này mưa sẽ ra nữa. Ben đi bộ không được thì để mấy bạn đi, Ben đi đi. Vậy bên chùm áo mưa nha. Có cần đó. Xe đi bộ được dư sức. Hồ bơi câu lạc bộ Lan Anh rất gần nhà của Tion. Nên đi bộ tập luyện luôn. Đi bộ ra ngoài là sủa, khói bụi nhiều lắm. Đi bộ tập thể dục luôn, giờ này cũng đường kẹt xe dữ lắm. Ben ngại đi bộ đúng không? Không phải là ngại đi bộ, mà là trời mưa axit này nó ngứa quá à. Vậy ngại mưa axit về đúng không? Ở nhà chịu không? Trời mưa nhẹ bây giờ quá trời ơi. Mưa axit này nhìn ngứa là chết rồi nè. Đẹp những sâu quá. Nó đẹp mà những sâu đâu ra. Mệt rồi nha. Thôi quay mấy nhân vật này Ben diễn sâu quá. Cuối cùng chúng ta đã đến Lan Anh lớp. Chính xác. Em là người chiến thắng. Rồi xin chào các bạn, hôm nay là thứ ba Tuyên đến câu lạc bộ Lan Anh lớp hồ bơi mà Tuyên bơi ở đây cũng được hơn mười mấy năm rồi. Hôm nay Tuyên hẹn với các người cá đến đây bơi với nhau. Có bao nhiêu đúng không? Để tập luyện thì chuẩn bị cho sự kiện chúng ta sẽ đi bơi với cá. Cá heo. Với gì nữa? Hải cẩu. Và đáy cá. Đúng rồi. Chúng ta sẽ bơi với cá heo và hải cẩu vào cuối tháng này á, ở ngoài Nha Trang á mấy em. Nên bây giờ cái bài tập quan trọng là em nào có đi Nha Trang với anh giơ tay đi. Em. Anh này là em. Anh Nghĩa. Đi Nha Trang nữa. Không, anh Nghĩa đi luôn hả? Không, anh này không được đi, anh này là người lớn. Cái này chỉ ê, người cái này là thầy luôn á nha. Trời ơi, tao đi theo tao coi cứu hộ cho mấy bạn thôi. Không có ở đâu, chỉ có đàn. Muốn gì nữa? Thầy người ớt. Thầy người ớt hả? Ừ, người mà dáng cao giống như là Superman vậy? Hay, hay, Michael Phelps. Michael Phelps không? Michael Phelps luôn. Anh em với Michael Phelps á. Anh em Mai Chí Phelps luôn. Mấy em chào thầy Tiến một ca đi. Thầy Tiến là ai? Thầy Tiến nè. Chúng con chào thầy Tiến. Con học thầy Tiến. Nãy là thầy Nghĩa, con này thầy Tiến. Thầy Tiến mấy tuổi rồi? Trẻ mãi không già, đáng thử đi. Con mấy tuổi? Bằng tay Un. Năm nay con lên lớp 4 là con 9 tuổi. Rồi. Mấy em bơi cái bài một nhịp hết đi. Biết bơi hết trơn rồi. Cứ bơi 30 vòng nha. Rồi còn ba em lại hợp với nhau nè. Hồi hôm bữa anh chỉ em tới bài nào rồi? Đứng nước rồi hả? Anh chỉ em đứng nước chưa? Ha? Rồi bây giờ anh cần kiểm tra lại được không? Em làm được chưa? Rồi em nằm hít hơi vào, nín thở lại, nổi người trên mặt nước. Rồi, bước nước qua lại 1, 2, 3. Thở nhẹ hơi ra bằng mũi, kéo tay ngẩng mặt lên, hít hơi vào. Wow, khá hơn nhiều luôn. Tới em. Còn mấy cái kính bơi với tay bơi thì em đặt bên Mỹ rồi. Nên sắp về đầu tháng 9 về. Đúng hàng Mỹ luôn. Rồi, em ra tập đi. Nên đợi. Xài đồ cho nó chuẩn luôn ha. Rồi. Tốt luôn rồi, tốt luôn. Còn em hả? Đáng lý hôm nay anh không có chỉ em, nhưng mà hôm nay có duyên gặp em, anh chỉ em luôn nha. Anh cần coi em bơi nha. Em bơi qua cho anh xem luôn chung với mấy bạn nha. Đi, em mắc kính vô. Rồi bây giờ bạn người cá Coro, bạn người cá san hô sẽ bơi lặn 3 nhịp
chân cùng với ba bạn người cá mới nha, được không? Nè bạn Dixin mới tập xong bài tập đó. Bạn gì? Hả? Bạn Thùy Như cũng mới vừa tập xong. Rồi bạn Basa cũng mới vừa tập xong đúng không? Bây giờ bốn em sẽ cùng nhau bơi lặn ba nhịp nha. Và bạn Coro dập chừng mấy em ở dưới nước coi em nào làm đúng làm sai gì nói cho tôi biết, chấm điểm mấy em cho Tion nha, nhiệm vụ của em á. Chơi 2 tháng 9 xong 3 tháng 9 là chủ nhật mình sẽ về Sài Gòn.